Ayo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với 7S. Và hôm nay mình mang đến cho các bạn một tin vui. Đó là trong tháng 5 này, 7S đang có chương trình giảm giá khuyến mãi cho hàng loạt các siêu phẩm nhà Apple. Bây giờ hãy cùng điểm qua những sản phẩm này nhé. Và mở đầu sẽ là siêu phẩm iPhone 12. Chiếc điện thoại này đã được ra mắt vào năm ngoái, nhưng phiên bản màu tím thời thượng này thì chỉ mới được ra mắt vào tháng 4 năm nay thôi. Bây giờ hãy cùng điểm qua những tính năng nổi trội của chiếc điện thoại này nhé. Sau 6 tháng kể từ khi ra mắt iPhone 12, thì trong sự kiện Ringlock vào tháng 4 năm nay, Apple đã làm cho chúng ta bất ngờ khi tung ra một phiên bản màu tím trên chiếc iPhone 12 series đợt này. Nếu như ai đã từng là fan của một phiên bản màu này trên dòng iPhone 11, thì mình tin là phiên bản màu tím đợt này trên chiếc iPhone 12 sẽ không làm các bạn phải thất vọng. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm mà các iFan đã chờ đợi từ rất lâu, đó chính là Apple AirTag. Sản phẩm này được thiết kế tròn dẹt, một mặt được gắn logo quả táo đặc trưng của Apple, mà còn lại người dùng có thể tùy biến theo sở thích của cá nhân. Thiết bị sẽ được gắn vào đồ vật thông qua keo đặc biệt hoặc móc nhỏ và sử dụng cùng với các đồ vật khác. Bên cạnh đó, AirTag của Apple còn được gắn con chip Apple U1 tích hợp để có thể kết nối với iPhone, iPad và MacBook. Nhờ vậy, bạn có thể theo dõi vị trí của phụ kiện Apple AirTag như cách bạn làm để tìm thiết bị Apple bị mất của mình. Cách thức sử dụng khá đơn giản, dựa trên hệ điều hành iOS 14.5. Khi bạn bị thất lạc đồ vật có gắn phụ kiện theo dõi, trên iPhone sẽ có thông báo. Sau đó, bạn chỉ cần nhấn vào nút trong ứng dụng tìm để AirTag phát ra âm thanh, từ đó xác định vị trí vật đã mất. Hãng Apple cũng đã nâng độ chính xác của Apple AirTag lên cao hơn hẳn so với những thiết bị tương tự trên thị trường nhờ công nghệ Ultra Wideband. Nhờ công nghệ này, bạn có thể xác định được vị trí chính xác đến cả đơn vị cm. Pin của thiết bị này có thời gian sử dụng lên đến 1 năm. Đặc biệt, pin có thể tháo rời, thay thế được dễ dàng bởi phần nắp không có ốc. Thiết bị này thực sự là cứu tinh cho những bộ não cá vàng, cũng như là món phụ kiện nên mua của những tín đồ nhà táo phải không nào? Sản phẩm tiếp theo chính là chiếc iPad Pro phiên bản 12.9 inch, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mạnh mẽ với thiết kế và tính năng nổi trội. Không phụ lòng người hâm mộ, trong sự kiện vừa qua, Apple đã cho ra mắt dòng iPad Pro với nhiều cải tiến vượt bậc, đặc biệt là phiên bản 12.9 inch với công nghệ màn hình hoàn toàn mới trên dòng iPad Pro. Cụ thể, Apple đã trang bị cho chiếc iPad Pro phiên bản 12.9 inch này một công nghệ màn hình có tên là Mini LED Display, hay còn được gọi là Liquid Retina HDR. Để giúp cho các bạn dễ hình dung thì công nghệ màn hình này đã từng được Apple sử dụng trên chiếc Pro Display, cái màn hình 100 triệu đấy ạ. USB Type-C năm nay cũng được Apple nâng cấp lên cổng Thunderbolt cho một tốc độ truyền tải lên đến 40GB mỗi giây. Tiếp đến là camera trên dòng iPad Pro cũng được cải tiến với camera trước có độ phân giải lên đến 12MP và một góc siêu rộng là 122 độ, hỗ trợ các cuộc gọi khi sử dụng Zoom hay là FaceTime. Và điều cuối cùng mà làm tất cả khán giả bất ngờ nhất chính là con chip chạy bên trong dòng iPad Pro năm nay, chính là con chip M1. Con chip này cho ra một hiệu năng cũng như khả năng xử lý đồ họa cực kỳ mượt mà trên thế hệ iPad Pro năm nay. Và không nằm ngoài dự đoán, mắt thế hệ iMac với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, cùng với đó là sự đa dạng màu sắc cho các bạn tha hồ lựa chọn. Cụ thể, chúng ta sẽ có một ngôn ngữ thiết kế được làm vuông ở các cạnh và bo tròn ở các góc viền, y hệt như chiếc iPad Pro. Từ đó giúp kích thước của chiếc iMac này trông nhỏ gọn và đẹp hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Đi kèm với thiết kế đẹp mắt là màn hình 24 inch với độ phân giải lên đến 4.5 Retina Display, cho ra một chất lượng hiển thị cực đã mắt trong khi các bạn đã sử dụng. Và cuối cùng, điều làm nên điểm nhấn cho sản phẩm này chính là con chip tuy mới mà cũ chạy bên trong chiếc máy này, chính là con chip M1, cực kỳ mạnh mẽ. Từ đó nâng cấp hiệu năng của chiếc iMac lên đến đáng kể. Không dừng lại ở đó, Magic Keyboard năm nay còn hỗ trợ quét vân tay tùy thuộc vào phiên bản mà các bạn lựa chọn. Bàn phím và trackpad cũng được Apple cho ra mắt nhiều phiên bản màu sắc khác nhau, tương ứng với 7 màu trên iMac. Nhiều siêu phẩm quá phải không nào? Nhưng mà vẫn chưa hết đâu. Mới đây, Apple còn cho ra mắt Apple TV thế hệ mới với nhiều tính năng nổi trội hơn so với phiên bản tiền nhiệm trước đó. Apple TV 4K 2021 với các điểm nổi bật phải kể đến như chip xử lý Apple A12 Bionic hỗ trợ nội dung HDR với tốc độ xử lý khung hình cao. Điều khiển từ xa cũng được thiết kế hoàn toàn lại, tiện dụng và nhiều tính năng hơn. Bàn phím vuốt của thế hệ cũ và nút nguồn để tắt của TV cũng được thay bằng độ điều khiển cảm ứng 5 chiều, giúp cho việc điều khiển Apple TV trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Những siêu phẩm Apple 2021 vừa rồi chúng ta vừa điểm qua quả thật rất đáng để sở hữu phải không nào? Và các bạn hãy nhanh tay đặt hàng tại 7S trong tháng 5 này để sở hữu chúng với mức giá ưu đãi nhất có thể nha. Và nếu như các bạn thấy thích video này, hãy like, share và đăng ký kênh của tụi mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.